Ai đó? Vô đi. Hello. Ủa? Nhưng ấy đi đâu vậy? Tôi đi chơi. Đi chơi ở đâu? Tôi đi về quê với ông. Thôi đi cô. Ở Sài Gòn đi cho tôi nhờ. Chắc ông cấm được tôi. Cảm ơn Như Ái. Trong suốt thời gian vừa qua đã tận tình giúp đỡ tôi. Nhưng mà kể từ ngày hôm nay, tôi không muốn làm phiền Như Ái nữa. Tôi có thấy phiền gì đâu. Bắt đầu từ ngày hôm nay, tôi với Như Ái đừng xuất hiện chung với nhau nữa. Lúc đó truyền thông, báo chí họ sẽ nghĩ là hai đứa mình chia tay rồi. Tôi đổi ý rồi. Hả? Tôi đổi ý rồi. Là sao? Tôi thích Long. Tôi Như Ái. Kể từ ngày hôm nay, chính thức theo đuổi Thanh Long. Khùng quá. Sao được? Khủng gì? Nam thanh nữ tú đến với nhau là chuyện bình thường. Ông phải vui vì điều đó chứ. Nhưng mà tôi... Câu chuyện của tôi Ái không có hiểu được đâu. Tôi biết cái quan trọng là được rồi. Nhưng mà cái chuyện này cho tới ngày hôm nay không ai chấp nhận được hết. Chuyện đó là chuyện gì? Nói chung là tôi với Như Ái không đến được với nhau đâu. Tại sao chứ? Tại vì cái câu chuyện của tôi trước đây á là nó... Ơ thôi thôi. Cái gì mà khó quá cho nó qua một bên đi. Giờ ông đi với tôi. Đi đâu? Đi đi, biết.